Chào mừng quý vị và các bạn đến với autobuy.vn, trang thông tin về ô tô và xe máy hàng đầu Việt Nam. Danh sách 5 xe côn tay bán chạy nhất tháng 1 năm 2017 có sự góp mặt của 2 mẫu xe Suzuki, 2 mẫu xe Yamaha và 1 mẫu xe Honda. Theo nguồn tin riêng của autobuy.vn, trong tháng đầu năm 2017, doanh số bán của các mẫu xe trong phân khúc xe côn tay cỡ nhỏ gồm cả Underborn và Backborn đều giảm nhẹ so với cùng kỳ. Xe Honda Winner 150 lập kỷ lục mới với doanh số gần 14.000 xe, gấp 3 lần tháng đầu tiên bán hàng vào tháng 6 năm 2016. Sau đây là danh sách 5 xe côn tay bán chạy nhất Việt Nam tháng 1 năm 2017. Xếp ở vị trí số 5 là Yamaha TFX 150 với gần 300 xe. Trong tháng 1 năm 2017, Yamaha Việt Nam bán được gần 300 xe TFX 150, tăng 12% so với tháng bán hàng trọn vẹn đầu tiên là tháng 11 năm 2016, nhưng giảm tới 29% so với tháng 12 năm 2016. Tính chung hơn 3 tháng bán hàng, TFX 150 đạt doanh số hơn 1.000 xe, trung bình khoảng 300 xe mỗi tháng. Đây là mức doanh số khá ấn tượng với một mẫu xe côn tay mới ra mắt và có giá bán lên tới khoảng 80 triệu đồng, chưa bao gồm giấy tờ đăng ký và biển số. Yamaha TFX 150 được trang bị động cơ phun xăng điện tử 150 phân khối, 4 thì 4 van, xi lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, công suất cực đại 16,3 mã lực tại 8.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 14,3 Nm tại 7.500 vòng trên phút, đi kèm với hộp số 6 cấp. Ở vị trí số 4 là Suzuki Rider 150 với hơn 400 xe. Doanh số Suzuki Rider 150 đạt gần 400 xe bán ra trong tháng 1 năm 2017, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái và giữ ở vị trí thứ 4 trong danh sách. Mẫu xe côn tay thuộc dòng Underborn với kiểu dáng đầu xe nhỏ gọn đang ngày càng được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Xe có kích thước tổng thể là 1960mm chiều dài, 675mm chiều rộng và 980mm chiều cao. Chiều dài cơ sở là 1.280mm, chiều cao yên 765mm, xe có trọng lượng 109kg. Suzuki Rider 150 được trang bị khối động cơ DOHC 4 thì 4 van, xi lanh đơn, dung tích 147,3 phân khối, sử dụng công nghệ phun xăng điện tử tạo ra công suất cực đại 18,5 mã lực tại 10.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 8.500 vòng trên phút, đi cùng hộp số 6 cấp. Suzuki Rider 150 bán ra thị trường với 3 phiên bản màu sắc lựa chọn gồm có màu trắng xanh, màu đen đỏ, vành đỏ và màu xanh GP với mức giá đề xuất cho phiên bản thường là 48,9 triệu và màu xanh GP là 49,2 triệu đồng. Trên thị trường hiện nay, đối thủ chính của Suzuki Rider 150 là Honda Winner 150 và Yamaha Exciter 150. Ở vị trí số 3 là Suzuki Asylo với gần 1.000 xe. Luôn giữ vững ở vị trí số 3, Suzuki Asylo được nhiều người tiêu dùng lựa chọn khi có mức giá bán thấp hơn so với các đối thủ. Với gần 1.000 xe bán ra trong tháng 1 năm 2017, Suzuki Asylo giảm tới 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Suzuki Asylo có kích thước tổng thể là chiều dài 1.895mm, chiều rộng 715mm, chiều cao 1.075mm, khoảng cách giữa hai trục bánh xe là 1.220mm, khoảng cách gầm so với mặt đất là 125mm. Xe có trọng lượng khô 108kg và dung tích bình xăng 4,3 lít. Asylo được trang bị động cơ xăng 4 thì 1 xi lanh, làm mát bằng không khí, dung tích 125 phân khối, cho công suất cực đại 10,3 mã lực tại 8.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 9,9 Nm tại 6.000 vòng trên phút, đi kèm hộp số 4 số. Suzuki Asylo được bán ra thị trường với mức giá đề xuất là 26 triệu đồng. Ở vị trí số 2 là Honda Winner 150 với gần 14.000 xe. Mới chỉ bán ra thị trường từ tháng 6 năm 2016, Honda Winner 150 có doanh số bán tăng liên tục theo từng tháng. Mẫu xe này lập kỷ lục mới với doanh số gần 14.000 xe trong tháng 1 năm 2017, gấp hơn 3 lần tháng đầu tiên bán hàng là tháng 6 năm 2016 và đứng vững ở vị trí số 2. Chưa thể xoán ngôi của đối thủ nặng ký nhất Yamaha Exciter 150, nhưng Honda Winner 150 vẫn là mẫu xe gây ấn tượng bởi mới ra mắt đã vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách những xe côn tay cỡ nhỏ bán chạy nhất Việt Nam năm 2016. Honda Winner 150 bán ra thị trường từ đầu tháng 6 năm 2016, sẽ được trang bị động cơ phun xăng điện tử PGM FI 150 phân khối DOHC 4 kỳ, xi lanh đơn, làm mát bằng dung dịch cho công suất cực đại 15,42 mã lực tại 9.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 6.500 vòng trên phút, đi cùng hộp số 6 cấp. Honda Winner được bán ra thị trường đồng giá 39 triệu đồng với cả hai phiên bản cao cấp và thể thao, thấp hơn đề xuất từ 6 đến 6,5 triệu đồng.
Xếp ở vị trí số 1 là Yamaha Exciter 150 với hơn 22.000 xe. Đứng đầu danh sách 5 xe côn tay bán chạy nhất Việt Nam chính là Yamaha Exciter 150. Đây là vị trí mà mẫu xe này thống trị suốt nhiều năm qua. Trong tháng 1 năm 2017, Yamaha Exciter 150 đạt doanh số hơn 22.000 xe, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái và để đối thủ Honda Winner 150 ngày càng rút ngắn khoảng cách. Yamaha Exciter 150 sử dụng khối động cơ 150 phân khối cho công suất cửa đại 15,4 mã lực tại 8.500 vòng trên phút, mô men xoắn cửa đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng trên phút. Xe có kích thước tổng thể là 1.970mm chiều dài, 670mm chiều rộng, 1.080mm chiều cao, chiều dài cơ sở 1.290mm, độ cao yên 780mm, gầm xe cao 135mm, xe nặng 115kg. Thưa quý vị và các bạn, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Autobuy.vn. Hãy đăng ký kênh Autobuy.vn để luôn cập nhật những thông tin thú vị nhất về thị trường ô tô xe máy Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.